បាទថ្ងៃនេះផងដែរគឺខាងក្លេរយន888របស់ខ្ញុំមានធ្វើការនាំរថយន្តចូលពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយយើងត្រៀមបាទបាក់ទូបាទយើងត្រៀមបាក់ទូហើយបាទត្រៀមបាក់ទូយករថយន្តចេញនៅក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងថ្ងៃទី20/3ឆ្នាំ2023នេះតែម្ដងបាទកាប់ទៀតនៅនោះគឺមានរថយន្តលេខ CNH200T ចំនួន4គ្រឿងមានឆ្នាំ2015និង2017ក៏ខាងក្រុមការងារកំពុងរៀបចំបាទបាទគូយឡានជិះគឺបើកទូថ្ងៃនឹងតែម្ដងបាទគឺថ្ងៃទី20ខែ3ឆ្នាំ2023បាទមានយន្តយើងធ្វើការនាំចូលមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកតលចំនួន4គ្រឿងថ្ងៃនេះបាទលេខ CNH200T បាទគឺខាងក្រុមការងារនឹងបើកទួយបើកទឹកឃ្លាំងតែម្ដងអញ្ចឹងគឺខាងឃ្លាំងរថយន្ត888ខ្ញុំគឺស្ថិតនៅតាមដល់ផ្លូវខាងរថយន្តទីដុំទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាប់ជាមួយនឹងកែងស្តុកក្តាន2បាទហើយគឺមានលេខទំនាក់ទំនងដែលមាន2ប្រព័ន្ធខាងលើហ្នឹងបាទគឺមានលេខ0777 800និង83ដើមបាទហើយមួយខ្សែទៀតគឺមានលេខ093 800និង83ដើមដូចគ្នាពេលជំទប់មកបងប្អូនអាចបាទខលមកបានបាទសាក់សួរបងប្អូនអត់ពេញពេកបាទតកតងជាមួយនឹងតម្លៃបាទតកតងជាមួយនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗអាចខលមកបានបាទហើយមួយក៏អាចឆាតចុចពេកបាទឆាតចុចពេកបាទ Facebook page របស់ឃ្លាំងរថយន្ត888បាទអាចឆាតចុចពេកបានសាក់សួរព័ត៌មានអត់ផ្សេងៗបានបាទឥឡូវយើងទៅតាមដានការអាយ៉ូឡានចេញពីទូកុងតឺន័រទាំងអស់គ្នាប
mùi đường đó mà ai thế và xin mà hết bởi ta mà cứ đứng yên tập thu căng mà đặt trâu đứng đứng ở vô trình du tích này mấy con mày mấy dân bạc bạc phía từ bạc Sport mùi nung cherry ba nung ghê mày ba nung đập ram ba nung lập đi pond đập ram khai bầm bún rồi cho khai bầm mùi là xong tóc nung với cherry ba vào về và đây bị tông buôn là đây là phong mũi là đấy phong mũi máy là phong mũi và bay cục rồi xong rồi cứ máy máy đây mà bên đây là hai cái này nè đây mà này hàng thôi về bà à thôi mà em và được chết chứ đâu chăm tam tam là chân và to tiết trên mau à người sọ bạch trường tiết Thank you.
con cái mình cho nằm phong một ngày chưa mắc vàng đặc nóng pi cương tiếp mà bọc xong mấy bạn nó sơn đập ram này bỏ xó sơn đập bông pal pi kêu mà bỏ cái sơn đập ram bạn mình vào lại chai chứ bạn ส่วนแบบแปมปอกไม้ว่ะแต่ก้อนมูเชอรี่là nó trên sao đấy bạn, nó không biết là một người, một người thì chết dân riêng trong ba vô trình ở hết cứ dân ba vô tới khang làm đó bà dân vô tới khang làm đó hãy tiện chân không làm một ôn và chơi cho mới to man nên đi trang khang rồi dân cầm bảy đôi pass mình bay bà dân thì chết cứ dân trong càng nghe mình vô làm trên đây làm đó chính mang son đập ram pi kêu nghe mang nó son đập pal pi kêu tiếp mà son đập pal pi kêu nghe sờ bò sò pi kêu giấc ma ngô vinh đàn nó sao vậy bây giờ không phục ấy bắt đầu đi thế là sao ạ? Thôi vậy? Ừ. Thôi vậy? Thế sao ạ? Tại bọc... Bà này có bộ một bộ xa dùng bọc trinh dùng mạc rất lạch tư bọc bộ xinh chúng nó cứ bao cái mà chúng mình bọc xinh dưới thì không may mà mày hát lên đây xong rồi mày rồi
chỗ và những diện tỏ một kính. Nóng lên mà này nóng cái đường cây mình cướp nó mà mình chương mình ở đô mình ấp năm pet này và nó tiếp trong vô lan số năm bảy cái đường trên mà càng càng nghe cũng là vô lan tôi mà xong tôi vô lan thúc thông tin nào mà Sport nung cherry Thank you.
mấy đây bà? Chắc này thôi. Chúng ta chưa miên bọc bay này nè đấy mà cứ là ăn trong đó. Với cầm tới là hai chân đây cái liền viên xuống bao nhiêu nó rồi chứ này ô có chạm lọc sao phi có bán chứ sao đàn ăn mua mà hay bao coi coi tên tay tên con mà trương chết trên nhau bạn con đập phân có to và export nông thơ đi chúng phong mai mong muốn và trong mơ coi từ mơ coi anh chơi từ ba từ đàn pi mà làm rồi dùng một bài tập quạt dùng bài những kinh nghiệm tăng như đàn pi và như lời sạc quan đầu tiên mà chẳng nói và trong từ mơ coi ban ai chơi từ mơ ban và đàn nói chơi nên là đàn mù sạc xa đó mà nóng chứ mấy mấy đó là nóng ấy bạch bụi chứ xin nữa mà nên bạch là hai dây lại nha đấy bà trong càng như con chập cái bộ sâu trương tiếp mà trương sinh mà lo hết
Ba lan mua luôn một bài đấy bà. Ba lan buôn kêu xin ở hai bà. Ngày tại chân chân bà con. Ôi nhìn nhà bà lắm. Ba anh chơi một phó ban này chỉ đang chơi rồi dùng bài rồi phát hình bài bà. Thế ông con trai bà xong một chọc cả lại tâm sân bà con trai nhịp liên.